Thành thật cả mọi người nhá. Bữa sau là cho này này thừa để xây nhà đó. Mừng nhà thân chứ này nhà nữa không mà đúng này. Hôm nay em không làm ẩm thực mà hôm nay em đi ăn trực nha. Em trực nhà bà chuyên nhà hàng xóm nha. Hả? Cáo vẫy đã. Cáo gì? Giờ mình vừa rồi làm không cáo? Bà Phương làm. Làm cáo không nhỉ? Cái gì đó? Hôm nay được ăn món cá. Cái gì đó? Mình bị cua. Cá rô phi siêu to khổng lồ. Đây là vườn của nhà bà Chuyên nha. Cá trồng nhưng mà chưa to, cỏ đầy nương. Ăn rồi đi nhảy dẫn vụ đến cỏ nhác làm cỏ đầy nương. Rồi. Nhiều cái con nó quét cái nhà rồi nè. Em ơi con nhà rồi con. Đặt rau để mà xào luôn. Có đậu phụ chiên nữa. Gì chứ, chiều đấy anh Thiên là cơm với đậu phụ. Không. Đây là nhà bà Chuyên nha. Nhà đại gia nha. Mọi người thấy clip của em hay thì vào like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Bây giờ bà Chuyên xào rau nhé. Mai để nồi trước rồi quay lên để đi để mặc để quay những cái người không biết ai nữa. Yên tâm đi, đừng có sợ. Đây là bữa nay xuống ăn trực bà Chuyên mày vô nấu. Còn ngày thường thì nhạc nấu, bắt con nấu. Chính xác. Ông Trang mà có coi đừng có chửi chảo nhá. Đừng phải chờ sao thế, chưa coi được chửi rồi. Ai làm gì mà chửi. Quay cái đừng nhổ mình ăn riêng mà đừng đi quấy dại với mình cho lệ lo. Bà trên mới làm cỏ nương vô như đứng nấu ăn đây. Đây chó. Cho mặc áo. Bố ơi, con gì? Thế nào ngoài đây? Nói là phải chủ là thế như kiểu mà con này đôi khi có khi mà cửa chuồng chứ mà chó là khi không phải mặc áo. Nghệ An lạnh rồi nhá. Bắt đầu lạnh rồi. Sáng mai ra là lạnh tun hết cả chim. Nên là bà Chuyên mặc áo cho chó. Đây là già làng. Con thăm đi hình bị hình chụp. Chụp phim ba. Nghiệp. Ở trong ở đường nhà em bây giờ chỉ có bà này à. Bà ăn chắc mấy hay.
năm nay 75 tuổi. Ba bảy là ba 30 á. Không ba thì. Ờ ba đây là 75 tuổi này, con 30 là 85 tuổi. Còn tông tông ta có ai nữa không ơi? Thì tông ta bà... già nhất là bà Minh. Không định là bà Hóa. Không, định bà Trang với bà à, bà Trang. À, bà Trang với bà gì bà đi cô bá à, bà bá là một tuổi, là sinh năm 49, là 57 một tuổi. Nếu con thì bà Hoại sinh năm 55 rồi, mình chi mấy 55 với con 6 mấy thế à? Ờ thế bà bà ông phụ nghi là bà ải nghi là sinh năm năm chị nghi mười được sáu mươi một tuổi nè. Nói như chuyện là ở đằng tâm ta là cầm rửa bà Minh là nhiều nhất. Bà sống thọ nhất á. Bà Minh năm nay là nói như chuyện là chuẩn bị là 76 này 75 rồi là 76 cho cô gắng sống là vài chục cục lịch nữa như kìa con cháu ăn vui thì nói chung là đằng tâm đi là coi như bà là cao tuổi hơn nỉ, cô bà vi bà Trang là một tuổi nỉ. Bà Họa là sinh năm 55 là ít tuổi hơn này. Bà con bà ông phụ bà ải là mười một năm ngoại này. Mợ đen yên Lào đó. Yên Lào thì ăn lâu rồi, chứ mà nói chúng đó là người cao tuổi. Vô hồi người cao tuổi á. Ừ, trên nước con này. Là còn này ăn thì ăn lâu ăn gấm bà mình ăn nó chục hơn chục năm rồi chứ nè. Bà mình mà vô Yên Lào là ăn hơn chục năm ấy nha. Bà đừng có đè xuống mà nặng chưa để ăn chung với chứ đừng đè xuống được ăn cơm thôi ăn mời tất cả mọi người nhá. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Mời ăn. Túc nói lên cái bát ô đây Túc. Nên cả con trai khi sẵn đấy. Ăn cơm ơi. Của Quyền. Ngon lắm mọi người ạ. Em thịt ngon lắm. Lúc nào lấy cái bát ô đây mà. Thì múc qua cái thử. Đi như đồ ăn cơm sớm. Cho mày ngay mà. Biết con nít với mà đến nội ở nhà là hoài cả từng nội từng ngôi khoai. Khoai mà bơ lăn lục đi nó ăn rồi mà đi sang nhà bạn á thì mà rồi khoai là chật lại tên nữa cuối giờ ăn cũng ngon hơn con bằng thì danh chắc là đi ăn trực cái bộ ngon hơn nhưng cái con nít mà ở nhà không ăn cơm mà cô Kiệt mà chạy sang bên bà Đông mà ăn cơm với cô Hòa đó không mà đúng vậy rất thân thiết rồi là chứ mà này dừa này ăn khoai mình là giàu mới có khoai ăn chứ đó nên mù nó khoai hận này là khoai là chụp lật chụp le trong bệnh viện á thế nên ăn của hận là nó đang hận ngon nữa mà của mình là khoai chanh bơ nên ngon mà lâu ăn mình ra một khi nữa là hận rất dữ. Wow, chắc công nhận canh răng của bà cay khiếp. Cay lắm, ngon như cay. Khi nợ bỏ chị được mong cay vô. Cái này đừng bỏ xương này.
nấu sống cái mâm này nhỏ cái này. Cái sợ mai mà quanh mẹ đi mẹ vào rau ấy mà cười chạy đi được mi xà lách thì nổi vì khỏe ạ. Cho bằng chừng đang bằng chừng cho luôn chứ bên này đừng mày nhá. Con đã ăn rồi đi nè. Người xinh bản người xinh đẹp cho. Mày ngon rồi. Lật lên con, lật lên bé. Nữa, nhá. Được để xây cơm à? Thì nó mới bị chặt luôn chặt. Thôi ăn không? Thôi, ăn nghe chưa? Cơm bẩn ngon thì ăn thêm cái gì? Ăn được bẩn ngon. Cô chỉ được cọ riêng để cô bẩn lo. Mà qua mình nhậu mùa thành chua, để chuyên không ăn. Thôi may mà khi tụi đi trộn thì nếu thì mình đi xong mà may mày ăn này hai mẹ con mày ăn thịt cái nồi canh chua chưa? Canh chua lúc ăn bữa nay ăn sẵn chưa? Bữa là bữa qua là có đi nào là lấy bố chốc con tàu xe gì đồ này để lên cái nhà nồi canh chua. Tự nhiên anh đâm rách bố mất này. Cái nhận thật rồi thật gì đều đau luôn. Đi giày cứ ngồi xuống chỗ mẹ bộ cái đúng luôn lắm. Bà thả luôn, tạo lệ một phút đi tạm lên xuống nữa, ăn. Ăn cái đi trước. Không. Ăn cái đi, mẹ chưa? Không ăn cái đâu. Mẹ chưa? Mẹ ăn cái giờ làm gì? Và mày thì tụi mình lại ở anh cường ở chị ông Huế thì mình vô đi thì mai thì mình anh chuẩn ít tôi không thì người ta cần chua đi tôi ăn bá bá đó là mọi người ăn lên tiếng thầy. Hồi đầu cái bỏ tủ nha. Đừng bảo người bảo cô tiên hết. Bảo cái bàn người đi, bà ấy mất không mất gì ấy. Đó. Thì bữa nọ cô tiên mới bảo đi bán. Người ta nắm thầy, người đi thầy cổ về. Bà này cô tiên. Bữa đi ta đành con 72 là coi như người sinh của cô rồi. Bên đi cô Thiên đi đánh hay chưa bên đi bảo mình lo lắng đi đánh nguyên nhìn hôi bắt cô nó đỏ ra bữa cô đỏ rồi hoặc bữa đỏ lên lại bắt đi thì Thiên bên mì ơi kiểu có 5 triệu bữa đi mất vệ kiểu thì lại coi như tao mà làm tao vừa là chụp to luôn tao chụp kiểu để ăn cơ tao ăn ở nhà rồi. Không có người cười 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 đứng lại rồi đứng lên đây đang thấy mọi người xin dừng clip tại đây nhá. Mọi người thấy clip của mình hay thì vào like và đăng ký kênh của mình nhá. Chào mọi người nhá.